kiểu kiểu này nè anh em. Đó. Còn cái này là sao? Đây là sao? Ví dụ khách vô mà. Đây là sao? Đây giải thích. Giải thích cho chủ shop. Chủ shop giải thích giùm cho chủ shop. Cái này là sao? Giải thích đi. Cái này là giống như mình chân mình. Rồi. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì anh em thấy không? Tóc sau 4 tháng nghỉ dịch nó rất là dài luôn, nó dài ơi là dài luôn rồi đó, anh em thấy không? Thì hôm nay mình sẽ đi cắt tóc mà cắt ở tiệm của một anh em cũng chơi xe luôn. Anh em cũng chơi xe, anh em mô tô giống mình à, thì mình qua mình ghé mình cắt mình ủng hộ. Đó mình anh thấy không, tóc dài luôn, bây giờ nó thiếu điều luôn, bây giờ anh em cho cộng dây thun á cột lên là y như mấy cô gái thiếu nữ đi chợ luôn á. Đó thì thôi bây giờ anh em mình sẽ đi qua đó. Làm cái kiểu tóc nhìn cho nó xịn sò ha anh em ha. Rồi, ok anh em, sẵn giới thiệu anh em mấy chỗ cắt tóc mấy anh em chơi xe mình luôn. Không có bia hay là gì hết, chẳng qua mấy anh em chơi xe rồi mấy anh em cắt tóc thì mình qua mình ủng hộ chơi cho vui thôi. Đó, rồi ok anh em ha, rồi đi cắt tóc nha. Tới tiệm rồi anh em. Tiệm nằm ở 1288 3 tháng 2 anh em. Tiệm của một người em chơi xe mô tô có da dép luôn. Mà sao bữa nay không thấy đi da dép. Thì chắc đi làm là không đi xe đó thôi. Để mình đi vô cho anh em à. Được. Lần đầu tiên sau chào em hình như là nửa năm mà chưa cắt tóc luôn á. Tính là gần nửa năm chưa cắt tóc. Bây giờ vô tiệm tóc lại nó lạ lạ, nó khác khác nè. Lên đi anh, để em tư vấn kiểu cho anh Minh. Ừ. 4 tháng rồi nha quý vị. Cho anh mượn cái mic anh chỉnh lại cho nó bự bự coi. Đây, để chỉnh lại bự bự rồi nói cho rõ. Rồi. Xíu nữa lên nhạc ha anh Minh. 4 tháng rồi. Tóc anh cột kiểu nào đẹp? Làm tóc anh thắt hai bên hả? À? Cột sừng à? Em đeo vô cái giống như là mình tuân thủ 5K đi ha. Chứ không thôi là người ta nói này nói nọ đó. Rồi ok. Đây để em coi tư vấn cho anh Minh cho. Lâu lắm rồi, anh em không biết mấy bữa mà trong dịch á. Là cái máy mình nó xuống dưới đây nè anh em nè. Nó xuống đây nè. Xong mình phải lấy kéo á. Mình sợ. Ủa tiệm này em mở lâu chưa? Tiệm này em mở cũng gần tháng rồi anh Minh, xong rồi bắt đầu cái bị dịch. Bị dịch cái mình phải đóng cửa mình nghỉ luôn 4 tháng, xong bây giờ mình mới làm lại 1 tháng 10. Nếu mà anh em muốn cắt tóc đẹp thì anh em phải tìm những cái tiệm gì nè. Em quay cái view vòng vòng cho anh em coi. Đó. Rồi phải tìm những tiệm này nè. Thì tập trung cắt tóc. Còn dạo này thấy mấy anh em là tại còn là kiềm tiệm mấy em chân dài không nha. Cái tiệm, mấy tiệm đó thì giải trí thôi anh em, chứ cắt thì cũng tùy tay nghề thôi. Nhưng mà ở đây thì chuyên về tóc hơn, nó không có cái gì khác hết ngoài tóc. Hỏi ví dụ có muốn em gọi đầu có không? Đâu có đâu hả? Có luôn nè, có thằng em gọi đầu. Thằng em gọi đầu chứ không phải là em gọi đầu. Sau này sẽ có anh Minh. Anh thấy mấy tiệm kia là có mấy em chân dài đồ ngồi gọi đầu đồ dữ dằn lắm. Đây để giờ em làm cho em quay vòng vòng nè, nhiều góc nè, cần chi đứng chỗ đó xíu đó cắt nè đúng không? Ừ đúng rồi. Không bây giờ tư vấn anh cắt đầu là được. Tóc anh bây giờ chơi theo kiểu xe bát bỉ ba đi anh. Chứ em đừng có cắt anh cái đầu mà chủ nợ không bao giờ nắm đầu anh được là mệt. Ok anh. Như anh cắt á, bây giờ hiện tại đang hot Ronaldo, em như anh cắt đầu giống Ronaldo CR7 được không? Có hợp không? Cái đó là do nói chung là Ronaldo thì người ta có ngoại hình với lại người ta tướng tá nó mạnh tí. Còn anh Minh hơi
Nói chung là người cũng tạng được, nên là giống như là em sẽ làm theo kiểu mà Cybat Classic 73 cho nó đẹp. Nói chung làm cái gì cũng được. Ok anh, em sẽ làm thêm cái gọi là Classic 73 đi cho nó đẹp. Em đừng có làm như rô béo là được à. Chết luôn. Tắt nhạc cái, nó dính bản quyền đó. Ừ, anh em mình nói chuyện là vui rồi nha. Ok anh. Lâu lâu qua giao lưu. Ảnh là có da dép đó nha anh em. Tại bữa nay chắc để da dép ngồi nắng á, đem qua đây thì để ngồi nắng thì nó hư xe nên là nó không đem theo á. Không có da dép mình quay luôn cho anh em. Để tại anh em coi trước sân của tôi nè, buổi sáng là nó nắng dữ lắm. Nên là cứ dục con xe ở nhà. Là ở đây là ba anh em làm hả? Đúng rồi anh. Ba anh em làm ở đây. Bữa giờ dịch xong rồi khách ok chứ bộ đúng không? Đúng rồi anh, ngày đầu thì là cũng đông lắm nhưng mà mấy ngày sau thì khách là thường là họ dồn vô những cái ngày đúng mà rồi, đúng đầu á. Mấy cuối tuần á, hôm qua chủ nhật cuối tuần là anh đâu dám đi. Anh nói cuối tuần chắc ta đi đông nên đúng thôi để anh. Thứ hai. Cuối tuần làm đông. Đúng rồi. Thứ hai trống trống mình quay dễ, lại có khách á quay nhiều khi khách người ta ngại á. Nhiều rồi. Người sợ người ta đang trốn nợ, mình quay lên ta thấy, ta biết địa chỉ. Dịch này trốn nợ nhiều lắm em, anh cũng đang trốn nợ. Để mà qua góc này nè, bây nè, đổi góc qua đây ngồi quay nè. Giống như qua đây di chuyển. Hả? Chỉnh lại cái nào? Sao? Không sao đâu, bình thường. Qua đây nè, đứng qua đây quay cho nè. Bên đây quay qua chỗ rộng nè, nhìn thấy đường đó đúng rồi. Di chuyển góc đồ nhiều vô cho nó. Cái này là giống như bây giờ em chỉnh lại theo kiểu mà cho nó vừa lại tí nha anh. Tại vì ở trên máy của anh còn ngắn quá bữa tự xử á. Mà mấy cái này nó bị quéo quéo quéo, nói chung cắt ngắn ngắn gọn gọn được được là được. Tốt theo kiểu mà giống như là cho nó nhìn tóc nó lịch lãm, nhìn nó lịch sự nó ok hơn. Bi quay cái tay chắc tóc bị gì, cái này giống cháy vậy em Bi. Cái này bị gì em Bi? Cái gì ạ? Này em vẽ, em rảnh quá ngồi em vẽ rồi vậy. Thấy người mực được không à? Nhiều lắm, người em nhiều mực lắm. Ở dưới có xăm hình voi không? Lưng lưng. Đó, nói chung là em không có cắt sát. Tóc anh là tầm nó vừa vừa là được rồi. Nói chung cắt gọn gọn, sát cũng được, không sao. Ai biết đâu được, dịch nó bùng lại sao trời. Dịch bùng lại em có đem đường này về mà coi gì. Nói chết luôn. Hồi đợt dịch là có dịch vụ cái cắt tóc tại nhà luôn hả em? Có, trời em cũng đi mà. Em cũng đi nhưng mà giống như là khi mà người ta nó đang bị cái chỉ thị á nên là em không đi nữa. Hồi nãy quay là quên á anh em à. Quên quay sơ sơ cái shop xíu, lát nữa mình quay xong, mình cắt xong mình sẽ quay sơ cái mình thấy cái shop thiết kế cũng đẹp lắm anh em. Nhìn cũng chất lắm. Cái này là phong cách gì em? Shop này là phong cái cách gì? Là theo kiểu mà classic đó anh. À. Chơi theo kiểu mà nói chung là nó không có hiện đại quá, mình làm mọi thứ giống như là nó cổ điển hơn. Ồ, ở trong kia là có phòng gì nữa? Ở trong kia là cái đó là giống như là à nhà kho với gọi đầu mình cắt xong mình xả cho khách luôn. Nãy giờ tiện tưởng phòng VIP luôn. Phòng VIP đó mình gọi đầu mình xả cho khách này nọ để cho nó kiểu sạch tóc á. Với lại có một ghế chổng nữa, mốt em cũng dự định là em decor lại cái phòng đó luôn. Cảm giác cắt ra nó nhẹ đầu lắm. Đúng rồi, cái đầu mình nhẹ đó, để lâu quá 4 tháng rồi mà. Đầu lính anh nó cũng bù xù luôn kìa. Chút cắt luôn, để ủng hộ anh em. Đẹp trai luôn. Cái điện thoại này nghe gọi được không? Cái đó là chủ yếu để chơi thôi. Cái đó là hàng phe, hàng phát. Còn nếu mà anh muốn hàng riêu thì có bên đây. Cái gì? Xíu chấm nhán đi không anh? Rượu à? Đúng rồi. Uống ngửi xỉn sao chạy về? Xỉn gì có một xíu. Thôi giờ mình đã cắt xong rồi, chia sẻ cảm nhận sau mấy tháng mới cắt tóc thì cảm giác nó rất là thoải mái mà rất là đã luôn á anh em à. Ở đây rồi cái ghế có thể quay lại rồi. Em quay thưa anh. Quay đã anh em. Đó quay rồi. Đó.
Rồi giờ, nãy giờ cắt bây giờ mới đi vòng vòng quán tiệm coi coi thử anh em. Coi mấy cái chức năng ví dụ giống như là cái này là đầu sọ nè anh em nè. Ghê không? Ghê không? Trên đây có đầu con bò nữa rồi anh em. Ghê không? Đó, cái này là cái điện thoại nè anh em. Alo chim sẻ gọi đầu vàng. Rồi. Nè rượu anh em, ví dụ anh em nào mà bợm nhậu á tới đây cắt tóc. Rồi đem theo dĩa mồi nữa, heo nướng này, heo rừng gì đó, thịt gà quay gì đó, đem qua nữa rồi. Uống luôn, rượu thiệt nha anh em. Rượu thiệt nha, không phải rượu giả đâu, rượu thiệt hết. Rượu ngâm rồi rượu đủ thứ luôn. Rồi, anh em nào mà hít lá đu đủ nè, giấm lá đu đủ rồi. Vô hít luôn. Đó, rượu quá trời mà rượu anh em. Đó. Hôm nay là nước xịt tóc, hôm nay là tông đơ đúng không? Cạo râu á, mấy cạo râu. À, cái là mấy cạo râu anh em à. Mấy cạo râu. Nếu mà nó tròn tròn nữa là nhìn tưởng cái máy gì á anh em. Đó, rồi đó thì thiết kế của nó là hiểu là phong cách cổ điển mà châu Âu á anh em à. Phong cách cổ điển mà châu Âu. Có cái ghế này thì phong cách chợ Kim Biên chứ. Nhưng mà mọi thứ là đều là của giống như là châu Âu á, anh em coi trong mấy cái clip mà cắt tóc mà mấy cầu thủ người ta hay cắt kiểu này nè anh em. Đó. Còn cái này là sao? Đây là sao? Ví dụ khách vô mà. Đây là sao? Đây giải thích cho chủ shop giải thích giùm rồi chủ shop. Cái này là sao? Giải thích đi. Cái này là giống như mình chân mình đi co, mình chụp ảnh rồi cho ơi. Đúng rồi. Cái này nó nhỏ anh em, này kiểu cắt tóc không trả tiền rồi lét ra cái chày hết. Cái này gây hiểm đó. Đó, tự nhiên thấy cái này à. Thôi cắt. Đó thì đồ nghề đề co rất là lịch sự. Cái nón này mình đội được luôn nha. Cái nón này là nón đội nha anh em, mà sẵn trang trí luôn đúng không? Nhưng mà khách mà đội khách mà đội mang về là tặng cho cái chày á anh em à. Cái đèn này đèn hồi xưa rồi đúng không? Đúng rồi, đèn dầu. Ừ. Mà đèn này nó là mình mua để đề co thôi chứ đâu phải đèn nó hồi xưa. Nó sử dụng được luôn anh. Nó là đèn thiệt luôn á chứ không phải đèn giả. Bi cái này anh thấy được nè. Này mình xu về để mình chà mấy ngóc ngách của xe hư rồi anh. Xe dơ rồi á, rửa xe rồi được á, ok, tận dụng. Lược nha. Nó nói chung là rất là nhiều đồ nghề khác nhau. Còn mấy cái này là mấy cái keo wood đúng không? Đúng rồi. Mấy này là mình làm cho khách hết luôn nha. Cái này không phải rượu cho anh em nha. Nó giống chai rượu thôi chứ nó là chai xịt tóc đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nó giống chai rượu, tận dụng cái chai rượu để làm cái đồ xịt nước tóc cho nó ướt cái vậy. Còn đây là vàng tông đơ. Vàng tông đơ nè, đẹp không? Nhìn rất là xịn luôn anh em. Đồ nghề đây là mua cũng dữ lắm ha. Đúng rồi anh. Cái vàng đồ nghề bên kia không là trị giá là 60 triệu. Ở trong đây là phòng VIP. Phòng VIP ví dụ anh em muốn lấy thì VIP. Nó giỡn thôi chứ phòng đây là phòng gọi đầu á anh em. Mình nhậm là mình gọi đầu. Tủ này là sử dụng được không? Được luôn hả? Được luôn anh. Nãy giờ anh tưởng nãy giờ anh tưởng đề co. Ok, có cái tủ luôn. Mấy ghế rất là đẹp. Cái này là tinh dầu á, để cho thơm á anh em. Cái này là ông cố em hả? Ai đây? Ai đây? Hỏi thiệt là không anh, cái đó là giống như là một barber nổi tiếng ở bên nước ngoài á. Anh tưởng là tổ nghề chứ ngày nào không có tổ chứ. À không, không phải hả? Cũng có tổ nghề nhưng mà thường thì em lại hờ ông địa nhiều hơn. À tưởng đại hình trắng đen nghe. Thầy do không biết trả lời gì hết. Rồi đây là mấy cái hình trang trí ở nhà nè. Nói chung là tiệm vô không khí rất là thoải mái, nó rất là kiểu là tự nhiên á anh em. Đó. Còn đây chắc là người không có chắc không biết đúng không? Không quen đúng không? Đúng rồi. Chêu cho vui quá. Barber thôi, barber nước ngoài nổi tiếng đúng không? Đúng rồi. Tay không bị cháy bị gì nữa. Quay ra. Ở bên người nước ngoài ta nhìn ta chắc á. Đó. Đó, thì tiệm nó vậy đó anh em, nói chung là vô cắt nó rất là thoải mái. Có mấy lạnh đồ này nọ thôi. Chỉ mình góp ý là thiếu mấy em chân dài chắn chắn. Nói chung là nói ở đây chuyên tóc hơn em. Cái đó mình chỉ giỡn chơi thôi. Ở đây là chuyên tóc và cắt tóc. Đó cho nên anh em ấy thì ghé ủng hộ em. Em cũng là chơi xe anh em mà. Sao trốn thì tụi bay clip lên mà. Lên clip ở đây nè. Em chơi xe chung với mình. Thì anh em chơi xe rồi qua hớt thôi chứ không có gì hết. Không có. Nói thẳng là không có
gọi là kiểu là mình làm YouTube là không có gọi là kiểu là PR rồi. Đúng rồi. Này nọ bậy bạ, cái này là nói thiệt là anh em chơi xe chung nhau rồi lâu ngày rồi, qua anh em cắt tóc thôi, qua test tay nghề lại, thôi tút lại cho anh Minh đẹp đó. Ví dụ anh em muốn ở đây cắt á thì anh em qua cắt, mà anh em thấy tóc mình đẹp thì anh em qua cắt, còn anh em thấy đẹp không thấy đẹp thì trên clip nó đã ấy rồi đó. Thì phục vụ anh thấy ở đây ok, không khí bố trí rất là tự nhiên, với lại nhìn nó lạ anh em, có nghĩa là những cái ghế nó mang phong cách cổ điển á, nó hay hay á anh em có thể nhìn vô mấy cái ghế này nè đó, nhìn nó rất là kiểu châu Âu đúng không? Đúng châu rồi. Âu anh nhìn thấy châu Âu là classic của cổ điển đúng rồi, này mà chiêu chiêu đồ cũng hay, chiều chiều ngồi chiêu chiêu cũng hay, rất là tiệm sạch sẽ ok. Anh thấy là hy vọng là em sẽ phát triển nhiều hơn. Dạ cảm ơn anh. Đúng rồi, phát triển nhiều hơn, mở nhiều chi nhánh hơn. Dạ ok. Như lời nãy anh em nói là sẽ chi nhánh sau rồi sẽ có mấy em gọi đầu. Rồi cảm ơn anh em nhiều ha, cảm ơn anh em đã xem cái clip này. Anh em nào mà chưa cắt giống tôi thì hãy tranh thủ đi cắt đi. Thì địa chỉ là mình có rồi đó, anh em cắt đâu cũng được, nhưng mà nếu như anh em chơi xe thì qua đây sẽ có nhiều ưu đãi hơn. Em cứ đọc bát là anh em chơi xe là được rồi, không cần phải đọc tên mình. Đọc tên mình là chủ cầm cây này đó, anh em à, hiểu không anh em? Đọc bát là anh em chơi xe là được rồi đó. Rồi ok.